80.000 người người thứ hai đấy ạ. Vâng, còn cháu đang báo giá là báo giá một người của một bài đấy. À thế à? Vâng ạ. Cháu phải báo trước, không có người lại thắc mắc ấy. Vâng. Hát tiếp nhá. Đây nước, đây nước ấm lên này cho này, đang ngấm đấy. Anh là hát cái bài gửi em cưới sông Hồng lên giật cho nó khỏe nhá. Mà ứng cho cái bài gửi em cưới sông Hồng cứ chọn bài đi nào, chả hát cứ hát bài này, được hát bài. Rồi hát bài, hát một bài này thôi, bài này anh, bài kia anh có biết bài đâu, đã hát bao giờ đâu. Gửi em một cái dòng học anh ở biên cương đấy. Bây giờ bài đấy không? Được, nhìn chữ hát dễ mà. Ừ, nhưng mà tôi có biết hát đâu. Gửi em cái dòng học đi. Không, mở to ra. Bài đấy nhìn nghe anh không tình cảm, hát xong đôi hát bài này hay hơn. Hát bài này nó hay hơn chứ, bài này nó tình cảm hơn nha. Gửi em ở cuối sông Hồng là cũng sông ca à cháu? Cũng có sông ca à? Ừ, thì tôi cứ chiều theo ý bà đi, chủ yếu là bà, chứ còn tôi thì hát hay không cũng quan trọng. Chủ yếu là bà hát hai bài nào thì bà hát. Mình hát cả hai bài. Thử bài này hết đi. Cứ thử một bài xem thế nào. Cứ thử bài này đi. Cô bắt đầu lại nhá. Ừ. Cứ thả giọng tự nhiên, đem tăng giọng là nó bị khàn đấy. Mây sao dương bay chỉ còn anh trăng mờ.